Đi, tao đi ngủ rồi, tao rảnh quá. Thôi, đi mua đồ đi mày. Chỉ là hỏi ngày kết thúc thôi. Có phải to hơn tay trái chứ? À, ngón à. Ngón nó chỉ tay trái to hơn tay phải nè. Ngón cái. Trời sinh ra rước. Kêu. Nó hỏi cái gì hè? Hỏi cái gì mà con chi cái gì để từ từ cái chị mới kêu là trời sinh ráng đó. Ủa trời sinh con như con gà hay con mèo chi á? Ủa trời sinh con mèo hả mẹ? Tao không biết vậy thật rồi, không phải là trời sinh con mèo. Họ chọc cái bất tao bất liếu lưỡi. Thank you.
mi ngồi mi không giải thích cho hắn được, cái nói quằn nó quèo nó đi nó lại đó. Thank you.
Yeah.